Ok, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhá. Hiện tại mình đang quay lúc này khoảng qua ngày mới là khoảng tầm 12 giờ 10 phút sáng, nói chung là khoảng tầm hơn 0 giờ sáng một chút. Thì nói chung là anh em bảo mình là thôi thì cứ test thử tiết đội hình con đây. Mình mới lên con đây để kích hoạt cái nhật ký một chút. Cái đây mình kích hoạt thêm một cái nhật ký ở đây là mình định lên trái quỷ sớm, mình thấy mở ô lâu quá thì tôi bảo thôi thì lên con A tiếp và kích hoạt nhật ký trước. Tức là mình lại dùng xu lên A rồi, đúng không? Thì kích hoạt thêm nhật ký này nhưng quan trọng chưa tăng cấp được mấy, tại vì thực ra lên nhiều quá mà không nâng được mấy. Nhưng không sao nhá, trước mắt là que tí lên tí nhật ký này. Tiếp theo ở đây là mình đã có con A rồi, mình đã có con A Sura rồi. Thì đây bây giờ mình sẽ thử chơi con đây một chút vào trong cái đội hình hiện tại của mình. Tất nhiên là mình cũng không kỳ vọng nó sẽ mạnh đâu, nhưng mà tuy nhiên là thử đi cho đổi gió thôi. Ví dụ ở đây bạn thể ý ở đây là con đây ở đây bạn nhìn sơ qua này bạn biết ngay đây là tướng trên ma công không? Mình vẫn theo cái series liên quan đến Sabo. Là bây giờ dùng một số con kết hợp với Sabo thì mình nghĩ là có thể sẽ tận dụng con đây một chút để kết hợp với Sabo. Nhưng tuy nhiên ở đây bạn cũng lưu ý mình chút, ở đây mình thử trong trường hợp là mình chưa có đủ team ác ma mở ô. Nên thành ra ở đây tại vì mình nếu có đủ team ác ma sẽ ưu tiên mở cái ô còn lại của Sabo trước. Thành ra mình chưa mở cho A vội đâu. Nên thành ra chung ở đây mình sẽ cố gắng là với cái đội hình hiện tại mình đang chơi ấy. Đây là đội hình mình đang chơi chính ở đây hiện tại này. Thì hiện tại ở đây là có lẽ là mình sẽ thay cái chỗ Sabo thôi. Thật ra mình nghĩ quên thay chỗ con lo thôi. Tại mình nghĩ là bây giờ Rayleigh, Chopper với lại Sabo mà bỏ ra một con nào trong mấy con này ấy, con main không bỏ được không nói nhá. Bây giờ nếu mình bỏ một trong ba con kia ra ấy, thì chắc chắn một điều con đây mình không có mở ô trái quỷ tức không đeo được chi thức với. Thì chắc chắn một điều con đây mình không bao giờ nộ được đúng không? Nên thôi bây giờ tốt nhất là mình vứt con ấy ra. Mình vứt con lo ra tí để test thử cho vui. Không được mình lại vứt con lo vào lại thay đồ ngược lại. Thì các bạn thấy không ảnh hưởng gì nhiều ấy. Thì mình nghĩ là sẽ hướng như thế. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ bỏ con A vào thay chỗ của con lo đi, mình bỏ A vào lo đúng không? Đây con A lên Sura nhé, con A lên Sura rất là rẻ thôi, nó cơ bản rất là rẻ nhưng quan trọng có mạnh hay không tùy từng vấn đề nhé. Nhưng ở đây mình thấy là để lên con A Sura mà cần là đây 25 cấp Haki, ứng với mỗi loại Haki là 13.650 đúng không? Và cái này mình đã từng làm tiêu điểm tướng rồi nên mình không nói quá kỹ lại, mình chỉ có review qua một chút cho mọi người cái mức Haki cần thôi. Để cho bạn nào mà lười chưa xem tiêu điểm tướng đó thì có thể là xem lại một chút. Còn bạn nào xem rồi thì chắc là biết rồi đúng không? Nên mức Haki đây tương đối rẻ so với con khác là chỉ có 25 viên Haki mỗi loại đúng không? Và cấp 125 là tiến hóa được. Và tại sao mình đang sử dụng đây ở đây? Vì đơn giản ở đây bạn ý một điều là ví dụ ở đây. Một trong điểm nổi bật của cái ảo mật nó bạn để ý một điều là cái ảo mật nó cho bạn luôn 25 độ ban đầu đúng không? Mình không biết là cộng lên có tăng thêm không, mình ít nhất là có 25 độ ban đầu, bây giờ có thể mình nâng thêm một chút đã. Thấy là khi tăng lên thì thấy cái chỉ số tăng mà nộ không thay đổi, tức là nó cho phát luôn là 25 độ ban đầu đúng không? Tức bạn không nâng được có 25 độ rồi. Đây một cái điểm rất là ấn tượng của con A. Mình sẽ nâng cái này cao một tí, mình đang muốn test thử theo kiểu là cho vào tấn công chính ấy. Thành ra mình muốn nâng nó cao một tí. Ok bây giờ hết đúng không? Mình tạo thời mức cộng 7, mức cộng 7 là tương đối rồi. Thế là nếu mà cao hơn nữa thì ok hơn nữa, nhưng mà tầm 7 là tương đối không? Và cái này tăng bạn những cái ma công trí lực, ma công thiên phú, tăng cả thiên phú không? Tăng vật phòng, tùy chi phòng, ma phòng, cả ba loại phòng, tăng bạn sinh mệnh và đặc biệt là tăng độ ban đầu không? Và nói chung ở đây nó sẽ miễn được chút cái sát thương vật công một chút thôi, là miễn dịch sát thương vật công khi gặp phải hai lượt đầu, nó giống như ở lá chắn miễn từ chiêu hai lượt đầu, cái con này nó miễn vật công hai lượt đầu đúng không? Tiếp tục tăng bạn sát thương đánh nộ đánh thường đúng không? Ở đây là sinh mệnh như tăng ma công đúng không? Và mỗi lần sát thương bản thân chỉ phải không vượt quá 50% cái lượng máu giới hạn của bản thân thôi. Tấn công nộ có tỷ lệ 30% loại bỏ hiệu quả miễn dịch ma công của mục tiêu. Hiệu quả này giờ các bạn chưa xuất hiện nhiều hay gần như chưa có, nên là cái này chưa tác dụng mấy, nhưng mà nếu về sau có gì miễn dịch ma công thì dùng đây cũng được đúng không? Và bản thân là có 40% minh mẫn một lượt giúp miễn dịch các hiệu ứng hóa đá, hỗn loạn, đốt cháy, mê hoặc trầm mặc đóng băng. Cái này cực kỳ ngon này. Đấy, tại sao mình muốn test thử con A ở trong trường hợp này, nó cực kỳ ngon. Tại vì sao? Tại vì đấy đầu tiên là hỗn loạn là hiệu ứng của ôn dịch nhá. Mê hoặc là hiệu ứng của ảo ảnh nhá. Là hai cái trái phổ cập nhất hiện tại đang có không? Tiếp theo là một số bạn đổi thêm cái trái lôi thuẫn là có đóng băng không? Như vậy là ba hiệu ứng nguy hiểm nhất đều miễn được không? Tiếp theo là miễn dịch trầm mặc cũng không bao giờ bị cản vấn đề nộ đúng không? Tiếp tục nữa là đây miễn dịch đốt cháy để không bị sợ bị xoáy đúng không? Nên như vậy là con A nó có cái cơ hội rất lớn để có thể ra đòn được. Và nên thành ra bây giờ mình vứt con A vào mình nghĩ cũng có tí hy vọng, tại vì nó có cái cơ hội rất là lớn để ra đòn. Tiếp tục nữa ở đây là về các kỹ năng của nó xem qua tí nào. Ví dụ kỹ năng của nó hiện tại ở đây, kỹ năng đánh thường là A, mình đang chơi hướng là kiểu là cho A nộ luôn nhé. Để qua đọc qua kỹ năng đánh thường một chút thôi, vì lâu mình không xem mình chả nhớ lắm. Mình đọc qua tí sẽ khỏi quên. Ở đây nói chung là A bằng cách cái gì đấy? Là gây sát thương 2 lần toàn bộ mục tiêu. Nếu đối phương là ở trái đốt cháy lập tức nhận thêm một lần sát thương ma công bỏ qua ma phòng. Tức là cứ có đốt cháy em phát là sẽ có thêm xoáy. Mà ở đây bạn hiểu hôm nay là con Sabo con Rayleigh là hai con rất hay gây đốt cháy, gây 100% đốt cháy, trừ con miễn đốt cháy ra không, hay có cái khiên miễn dịch đốt cháy ra không, thì chắc chắn nó sẽ gây đốt cháy. Nên cái tỷ lệ bị giảm độ vì A rất là cao nhé. Vẫn là trừ một số con được miễn dịch giảm độ, ví dụ con Rayleigh miễn dịch giảm độ ra không, những con mà không miễn dịch giảm độ mất nộ rất là nhiều đúng không? Tiếp tục ở đây là
Thêm một lần sát thương ma công bỏ qua ma phòng rồi, giảm đối phương 25 nộ và tăng cho bản thân 50 nộ, đưa bản thân đoàn đồng đội thấp máu nhất về trạng thái vô địch một lượt. Vô địch ở đây là cái giá giống như cái vách sắt ấy, nhưng nó chỉ miễn được sát thương thuần tí, không miễn là sát thương xoáy nhé. Và ở đây nói chung là tăng khá nhiều nộ cho con này, rất dễ nộ. Tức là giả sử nếu bạn hụt nộ ở lượt sau chắc chắn sẽ nộ. Ở đây về mặt kỹ năng nộ của nó, ở đây mình đang hướng kỹ năng nộ đúng không? Ở đây là gây sát thương 2 lần toàn bộ mục tiêu. Nếu đối phương đang bị đốt cháy thì lập tức nhận thêm một lần sát thương ma công bỏ qua ma phòng, tức là đốt cháy có tiếp tục của xoáy không? Và giảm đối phương 25 nộ, tăng cho bản thân 50 nộ. À quên, lúc nãy giờ mình đọc thì đọc kỹ năng đánh nộ à? Kỹ năng đánh thường là cái gì nhỉ? À đây, kỹ năng đánh thường nó khác. Ok, kỹ năng đánh thường nó khác. Xin lỗi nha, nãy giờ mình đọc kỹ năng đánh nộ, đúng không? Giờ kỹ năng đánh thường nó là sau khi cùng gây sát thương 2 lần toàn bộ mục tiêu, giảm ma phòng về 0 trong một lượt. Tức là nói chung con này giả sử nó không đánh nộ được ấy thì nó cũng giúp mình giảm bớt cái ma phòng đi. Và khi ma phòng nó giảm đi, cái sát thương tấn công của ma công sẽ tăng lên, đúng không? Kiểu nôm na thế. Rồi nói chung là về cơ bản là kỹ năng thế mà mình rất kỳ vọng nó nộ nhé. Ở về trái quỷ của nó một chút này, nó tăng bạn trí lực ma công thiên phú này. Ở đây mình đang chưa cộng nó gì nhé. Ở đây tăng bạn thêm vật phòng đúng không? Tuyệt chiêu phòng ma phòng và tăng sinh mệnh và sát thương đánh nộ tăng. Đây trái Mera có khả năng gì đặc biệt không nhỉ? Trong trường hợp này thì người sử dụng có khả năng tạo ra biến đổi thành lửa. Tấn công thường nộ đều có 20% đốt cháy mục tiêu kéo dài một lượt, tôi có thêm xác suất tương để đốt cháy thêm, cái này không quan trọng. Tại vì có đã có Sabo với Ready đốt cháy rồi thì mình rất yên tâm để đốt cháy được không? Tiếp tục ở đây là gì nhỉ? Tấn công thường và nộ đều có ở đây đọc rồi không? Ngoài ra khi tấn công mục tiêu ở trạng thái đốt cháy sẽ bị giảm 30 nộ. Ok, tức là giảm thêm nộ. Nên chung trái ác quỷ như thế rồi. Miễn dịch đốt cháy ở đóng băng, hai ứng mình rất là khó chịu ở miễn dịch đốt cháy đóng băng. Thành ra bây giờ cái A có cái cơ sở rất lớn để sống được. Nhưng tuy nhiên ở đây mình chưa mở ô trái ác quỷ, mình sợ nó cũng có chút rủi ro. Nhưng mà mình chưa biết thế nào, mình sẽ đánh thử xem. Mình nghĩ là A sẽ xoáy rất nhiều lần và khá khó chịu đúng không? Thế nhưng cái cơ hội nó sống được khá là cao. Mình tiến hành là đổi đồ của Lo sang A để lấy cái sát thương người ma công ở bên này không? Cộng việc kết hợp Sabo tăng cái ma công nữa thì mình sẽ kỳ vọng nó xoáy kinh khủng hơn nữa. Ở đây trái quỷ chưa có gì nhá, mình chưa mở được ô. Trang bị nó cái tinh linh của con Lo đang dùng, nên con Lo đang dùng cái tinh linh gì? Đang dùng con Berry để tôi dùng tạm Berry cũng được. Đây hỗ trợ thêm thôi. Cũng như mình lấy ở bên con Lo sang đi, mình lấy ở bên con Lo sang cái thời trang thôi. Đấy ta. Rồi mình đây nói chung là A chưa được trang bị trái quỷ bằng như Lo, nên có chung một số vấn đề kiểu lực chiến hay một số cái chỉ số tụt xuống một tí, nhưng không sao, mình sẽ cố gắng xem cải thiện nào. Giờ chúng ta phải chuyển trái quỷ của Lo sang cho A nhé, cho lên được khoảng tầm cộng 5 đánh cho đỡ tí không? Thì sẽ chuyển thừa quả sang không? Chuyển từ cái này cộng 5 sang. Vì sao không ok mình chuyển ngược lại cũng chẳng mất gì không? Không ok là chuyển ngược lại đấy. Ok như vậy trước mắt mình đã hòm đội hình không? Như vậy có này không? Bây giờ mình còn đến mình chuyển sinh một chút, tăng cấp một chút, như là để tăng thân mật lên một chút nữa thôi là con này mình sẽ dùng được con này trong chiến đấu không? Thì cũng sẽ kỳ vọng một chút xem nó làm ăn được gì không? Ở đây con đây ở đây đúng không? Việc tiến hành mình tăng tốc lên gấp một tí, mình tăng lên một chút nhé. Nói chung ở đây con ma công thì mình muốn thử một chút đúng không? Đội hình mình giờ thôi thì kiếm con ma công hồi sinh mỗi chopper với lại Lo thôi. Nhưng bây giờ nói chung là muốn kiếm thêm con gì tấn công thêm một chút, mình đang thử xem thế nào. Và thực sự là nếu mà hiệu quả có thể về sau sẽ bỏ Rayleigh đi để cho thêm một trái tăng nộ cho nó thì nó rất dễ nộ. Để bù lại đấy là mình sẽ thêm một con Lo vào nữa để lấy thêm sự hồi sinh. Tại vì thực ra bây giờ mình cho con A vào đây thì coi như mình vứt con Lo đi ấy, là mất đi một mạng hồi sinh của mình không? Và mình rất sợ là bị chết vì kiểu thiếu hồi sinh. Thế ra mình muốn ra sống thêm chứ. Và con này nó miễn dịch từ đóng băng với lại đốt cháy hỗn loạn mê hoặc linh tinh những hiệu ứng rất là khó chịu ấy. Thế ra mình rất là kỳ vọng nó rất nhiều. Thế tất nhiên là chỉ là kỳ vọng thôi, bởi đây trạng thái nó chưa phải mạnh nhất vì chưa có trái quỷ hỗ trợ. Thế ra mình cũng chưa biết chính xác nào được cần phải đánh thực tế. Đấy cảm giác mình có thấy có hy vọng thắng được, có thể mình sẽ nghiên cứu việc chơi A nhiều hơn không? Tức là không phải vì A chỉ nạp thẻ nhẹ nó có là chơi nó yếu đâu. Tức là bình thường nếu mà chơi A bình thường rất là yếu. Nhưng ở trạng thái hiện tại bây giờ mình đã có thêm Sabo hỗ trợ ấy, thì mình có thể có kỳ vọng một chút là kết hợp với Sabo với Rayleigh những con dây đốt cháy rất nhiều. Thì mình có thể kỳ vọng một chút là con A có thể làm nên điều gì đó kỳ diệu đúng không? Mình sẽ tăng tốc lên một chút, mình sẽ chuyển sinh nốt đi không? Mình chuyển sinh nốt vì đến cấp 170 chuyển sinh xong nốt mà. Mình chuyển sinh cái nhiệt tình đi một tí. Rồi lên cấp 170 chuyển sinh xong nó muốn cấp bao nhiêu cấp không? Để lấy đủ cấp để thay đồ linh tinh rồi. Cũng như là đủ cái cấp mắc của thân mật hiện tại có thể có rồi. Mình sẽ nâng thân mật nó cao một tí cho nó trâu bò một tí. Tránh hợp nó quá là yếu. Đôi khi nó yếu quá thì sao mà sống được không? Để mình ấy cho nó trâu một tí. Cũng như phải căn chỉnh nó hồi sinh một tí. Tại vì nếu mình không chỉnh lại hồi sinh thì mình nghĩ là có thể nó sẽ chết đúng không? Và thực ra bây giờ có thể mình chơi tạm theo kiểu chưa hồi sinh nó cũng được. Để mình tập trung cái vấn đề trước mắt cứ để hồi sinh Ready Sabo đi. Để mình xem là liệu con A nếu không hồi sinh nó liệu có sống nổi hay không, không? Nếu nó sống nổi được thì sẽ xem xét lên việc có thể là sẽ kinh khủng hơn nữa, là ta có thể là hồi sinh nó thêm một tí nữa cho nó trâu hơn nữa. Hoặc là có thể để nguyên như vậy khi nó quá trâu ấy. Thế giờ mình chưa biết chính xác nào.
Trước mắt giờ mình cứ tăng lên để chuyển sinh nốt phát cuối đó. Tất nhiên cái trận hình thì mang tính chất là thí nghiệm thì cũng không kỳ vọng quá nhiều thế nào nhé. Nhưng mình nghĩ cái này sẽ xoáy rất nhiều vì đội hình mình rất là nhiều đốt cháy. Mình sẽ kỳ vọng xoáy rất nhiều. Và tuy nhiên là đa phần bây giờ các đối thủ mình hay test các bạn có Sabo rồi nên mất đi một con Sabo con miếng đốt cháy cũng sẽ bớt đi vấn đề xoáy ở chỗ Sabo. Chủ yếu là xoáy con khác thôi chứ còn Sabo thì không kỳ vọng nhiều. Còn nó miếng đốt cháy sẵn rồi. Nó quan trọng mình thích nhất nó là miễn được cái đóng băng. Tại mình rất là sợ cái quái trái lôi thuận đóng băng. Cái thứ hai là nó miễn dịch được cái quả đốt cháy, mình đỡ bị lo sát thương xoáy của Rayleigh. Thứ ba là miễn được cái quả mê hoặc không phải lo ảo ảnh lắm. Cũng như miễn được cái quả hỗn loạn của cái quả gì ôn dịch không, quả ôn dịch đúng không? Thế vậy là nó đỡ rất nhiều hiệu ứng bất lợi cho mình thì mình có ý là có cái cơ sở mà luyện nó để mà có thể mạnh lên tí được. Chứ còn nếu không miễn dịch những thứ đó thì chắc chắn là mình không dùng A đâu. Giờ dùng A gì mặc dù rất là rẻ, không phải cứ rẻ là ngon nhé, cũng không phải cứ đắt là ngon nhé. Đây con A này nếu giả sử đây sống được thì nó là con rẻ mà ngon đấy, nhưng nếu nó không sống được không được. Và nói chung là để dùng được A bạn vẫn phải đảm bảo một điều, phải có Sabo hỗ trợ. Chứ không có Sabo hỗ trợ hay à, không có Ready hỗ trợ đốt cháy, tình trạng con A tự đốt cháy lấy thì lâu, nó rất là lâu nộ, rất là lâu xoáy thôi. Tại vì Rayleigh với Sabo là hai con hỗ trợ kích nộ rất là nhiều, kèm theo ứng đốt cháy thì ta mới chơi được con A. Còn như ngày xưa mình là tiêu điểm tướng mình nói các bạn đấy, dùng mỗi A không cũng chả mạnh đâu. Dùng mỗi A không có chả mạnh đâu, thì ra nói chung cũng phải kết hợp tướng này tướng kia mới chơi được. Thậm chí bây giờ kết hợp chưa chắc đã chơi đâu, mình đọc kỹ năng mình cảm giác A nó mạnh thì thôi, nhiều khi đánh thực tế khéo lại chết luôn. Thì ra nói chung cái này phải hết sức cẩn, nói chung cũng phải hết sức là test thôi chứ mà cũng không biết thế nào đâu. Và có những con tướng ấy, bạn này chơi rất là mạnh ấy, nhưng bạn khác chơi cực kỳ yếu. Thì ra nói chung cái này cũng tùy quan điểm chơi nick của từng nick thôi. Và mình là mang tính chất là nick thí nghiệm nên mình cứ chơi bừa này, mình không quan tâm nhiều vấn đề mạnh yếu lắm. Thì ra luyện nốt lên cấp 170 để chuyển sinh nốt nó phát thôi. Còn mình để mình chuyển thân mật sang tí. Bây giờ Mark nó bảo không đi được nữa rồi mà chuyển thân mật nhiều tướng quá, nên ra bây giờ mình cũng phải chuyển bằng vàng nữa. Mình không dùng được mũi tên tình yêu nữa, mình hết mũi tên tình yêu rồi. Ok, chuyển sinh nốt phát này nhé, xong bây giờ mình tăng thân mật lên một chút nhé. Mình sẽ truyền từ con Rayleigh sang, mình truyền từ Rayleigh sang con A nhé. Cái này truyền bằng vàng nó hết mũi tên tình yêu rồi. Nói chung là khi bạn thí nghiệm nhiều tướng thì mấy cái này là hết thường xuyên nhé. Nói chung là khi khoảng cách nó càng xa truyền được càng nhiều. Nói chung cũng không phải lo lắm đâu, cũng chả tốn vàng với đâu, mất tí vàng. Chứ 150 vàng một lần truyền bên này thì cơ bản là khá là rẻ, nên cũng không có vấn đề phải sợ không. Nói chung mình nghĩ là đã dám chi vàng lên tướng thì chả tiếc gì một chút vàng này. Rồi đây max cấp 81 luôn nhé. Ok, như vậy mình đã tương đối xong con A nhỉ. Mình nghĩ là cơ bản con A là chỉ thế thôi. Thiên phú nó tạm thời ở mức cộng 7 chứ phải mắc cộng 10 nhé. Và trái quỷ mình chưa có nhé. Mình nhấn mạnh như vậy để trước khi test mọi người cũng hiểu nôm na con A như thế thôi. Và tại đây chỉ số ma công đang khoảng tầm 542.866 thôi. Chỉ được tạm thời là 614. Thiên phú là tầm 3 con X thôi. Để vậy hiểu nôm na cái chỉ số tương đối như thế đã. Bây giờ tiến hành vào đánh thực tế nhé. Mình cho đánh thực nghiệm nhé. Đây đội hình này hiện tại mình đang để nguyên như vậy thì sẽ hồi sinh con Sabo với con Rayleigh nhé. Bây giờ đánh thử xem sao nhé. Để vào đây đánh thử bạn kiếm mình một chút nhé. Nói chung giờ này mình hay bị đánh cái hạng 1 lắm nên chưa biết nào được. Để thử xem thế nào này. Khi thử nghiệm tướng xác suất nó thua nhé. Nhưng quan trọng là mình đánh thử thôi chứ còn chẳng quan trọng vấn đề thắng thua đâu. Tại vì không thử làm sao biết được không? Đầu tiên bạn thấy là điểm mạnh đầu tiên là không bị đốt cháy không? Là bạn thấy Sabo với A không bị đốt cháy. Tại vì con A là con về lửa bị đốt cháy thì không có gì để nói không? Trái quỷ nó về lửa rồi không thể bị đốt cháy được. Cũng như Sabo mày ăn trái Mera rồi không? Bây giờ quan trọng vấn đề là có sống được lâu thật không này? Thì chuẩn bị được con Rayleigh tấn công này. Tại vì nếu nó giả sử nó sống được lâu thì mình có thể đeo thêm trái lá chắn để nó sống lâu hơn nữa. Ở đây mình vẫn thấy bị xoáy bình thường. Nhưng mà ở đây nếu mà giả sử mình đeo thêm nó lá chắn thì sao nhỉ? Nhưng mà cái này xoáy là do kỹ năng của Rayleigh nó có một số xoáy không nhỉ? Chứ không phải do ấy không? Hay là do chết sớm quá nhỉ? Đây mình sẽ chờ tí để mình xem lại tí nhá. Đánh phát này chắc là thua rồi, chết sớm. À nó vẫn thắng à. Không quan trọng ở đây chờ tí xem lại chỗ đấy một tí nhá. À đọc lại kỹ năng của Rayleigh tí nhá. Tại vì như Rayleigh có một phát xoáy bình thường không? Rayleigh khi đánh nộ nhá. Gây sát thương 3 lần này, lần 1 là sát thương cực lớn bỏ qua Haki phòng này. Là có tỷ lệ mê hoặc mục tiêu một lượt này. Lần 2 sát thương bằng 35% tuyệt chiêu bỏ qua tuyệt chiêu phòng khiến đối phương bị đốt cháy. Ở lần 3 gây sát thương nguyên tố Fury kết thúc này. Ok, tạm thời biết như thế. Bây giờ mình tiến hành là mình sẽ hồi sinh con Ray có đây một chút nhé. Để xem cái cơ hội như thế nào nhé. Thì bây giờ hiện tại mình chưa hồi sinh nó, thực sự là mình cũng không nó chết rồi, mình chưa biết sát thương nó gây nó lớn hay bé không. Bây giờ mình phải hồi sinh một chút. Thì với cái đội hình như thế này ấy, thì để hồi sinh nó thì chắc chắn phải hy sinh rồi. Mình sẽ phải hy sinh một chút là mình không hồi sinh con Sabo nữa, mình chỉ tập trung hồi sinh Rayleigh con A thôi. Và như vậy khi lúc đó thì nó đặt ra vấn đề ở đây là để ấy con đấy mình để con A lên trước con main đúng không? Để con main là nào cũng chết và để ra sau đấy mà. Thì bây giờ mình sẽ để cho máu của con A, máu gốc nó phải thấp hơn máu của con ấy là con Sabo đúng không?
như vậy lấy chopper làm mốc ấy, lấy chopper làm mốc thì mình phải cho máu ready thấp nhất để hồi sinh ready, lấy ready làm mốc phải cho máu a thấp nhất để hồi sinh nó đúng không? Như vậy là hiện tại đây máu ready hiện tại là thấp nhất đúng không nhỉ? Hiện tại đây mấy con này là 19 mấy này, 19 mấy này, con này là quên, con này không dùng được, con chopper đang là 14 mấy này, con a là 13 mấy là thời gian thấp nhất này, con a bên này đang là 14 mấy luôn này. Như vậy còn con Sabo là 141 đúng không? Như vậy mấy con này một tầm 14 mấy thôi. Như giờ sau đó mình sẽ phải đẩy con A thấp xuống một tí, ở cách mình phải kiểm tra thần thạch một chút đã. Con đây là đeo thần thạch nhỉ? Không đeo thần thạch nên viên này 47, mình sẽ lấy viên 47 ra đúng không? Lấy viên 47 ra mình thay viên nhẹ hơn chút, ví dụ con viên 40 bên này mình thay viên 40 này vào. Cho viên 47 và cho con Sabo cao lên một chút đúng không? Để cho nó dùng cái viên nhẹ nhẹ thôi. Cho mình sao tụt máu đi, sao nó thấp thấp một chút, nhưng không được phép thấp hơn Rayleigh không? Ở đây là tầm bằng này không? Vậy là con này đang tương đối này, có thể mình bổ sung một cái viên thần thạch này sang cho con Sabo đi. Rồi mình bổ sung cái này đang bổ sung cái viên bậc 2 sang không? Mình nghĩ là chắc không tụt máu quá nhiều đâu. Vứt sang cho Sabo nó cao lên một chút đã. Ready thấp sẵn rồi thì không làm gì vẫn ổn đúng không? Ở có viên này rồi vứt bớt cái viên 2 về cho con bên tí được cho nó đỡ bị thấp quá. Như vậy mình nghĩ là tầm này là chắc là main với lại khá cao thì chắc là nó A rồi, mình kiểm tra qua một chút nhé. Từ ở đây với mức máu ở đây hiện tại mới là 136 mấy không? Còn bên này là 14 mấy không lo đúng không? Còn bên này khoảng 17 mấy không lo lắm đúng không? Còn A bây giờ xuống còn 13 mấy hay 13 mấy? 13 mấy so con Ready là 1... À hai con này hơi sát nhau nhỉ? Con này là 1368 mấy? Con này là 134. Như vậy con A còn thấp hơn cả con đấy à? Thế phải tăng con A một chút không? Tăng con A một chút đã. Có thể lại bỏ ra một tí lấy cái viên... Lại mình lại có thể ấy nhẹ cái viên này sang nhỉ? Có thể bỏ nhẹ viên thần thạch 2 sang đi xem nó có lên một chút nào không nhé. Đây bỏ thử như vậy xem máu bây giờ tương đối tầm bao nhiêu nhỉ? Rồi bây giờ con A lại là khoảng lên khoảng 138 mấy, 138 mấy. So với bên này 136 mấy có lẽ là ổn đấy, mình đánh thử lần nữa xem sao nhé. Bây giờ đầu tiên, bây giờ vấn đề đầu tiên là quan tâm vấn đề hồi sinh nhé, mình xem hồi sinh thế nào đúng không? Rất là kỳ vọng xem nó đánh nộ thế nào ấy, mình rất quan tâm vấn đề đánh nộ thế nào. Chứ còn thực ra mạnh yếu chưa quan trọng lắm, bây giờ mình chưa trang bị cái thứ vào, chưa cần nó mạnh lắm, quan trọng là xem nó đánh nộ có cái số lượt thứ tinh tinh nó có ok không. Mình nghĩ con này xoáy khá nhiều ấy, và bây giờ nó cháy liên tục cái này thì mình nghĩ nó cũng có cái cơ hội xoáy rất là cao. Xem hồi sinh A đi nhé, xem hồi sinh A đi nhé. Máu nó kiểu sát nhau quá, làm ra nhiều khi chỉnh hồi sinh nó có thể số nó hơi ảo ấy, mình có thể chỉnh lại nhiều. Ở đây phát này hồi sinh A đúng không? Hồi sôi. Ok, bây giờ xem A nhé, bây giờ có ít nhất có hai con bị đốt cháy không? Hai con bị đốt cháy. Đấy mà phát này có thể mất đốt cháy, còn mỗi đốt cháy chỗ con ấy thôi không? À không sao, vì con chopper chết luôn không? Xoáy được hai nhát đấy mà không biết cái này tính là tốt hay xấu nhỉ, mình không biết là trường hợp này nên khen A không nhỉ, trường hợp này không biết nên khen A mạnh không nhỉ. Các bạn đánh tầm này thì tầm này không biết là coi là A là mạnh hay không. Hôm nay mình sẽ đánh nhiều bạn hơn một chút để xem tỷ lệ thắng thua thế nào nhé, bởi vì giờ thì đánh một phát vẫn chưa nói lên điều gì ấy. Để qua trước mắt cho mọi người xem tí cái sự phối hợp với con này thôi, nhưng mà nói chung đánh đổi mất sự hồi sinh nhé, mất sự hồi sinh một chút. Nhưng mà nói chung là dùng A tấn công với Sabo không lợi lắm không? Ý là dùng A tấn công con tướng khác thôi. Những con kiểu Sabo nó miễn dịch đốt cháy thì dùng con A cũng chả mạnh lắm. Cái trường hợp này cũng suýt thua thì không có thể thua ấy, vẫn còn thua ấy. Thì con Rayleigh thì con Rayleigh chết luôn rồi này. Ok, phát này thua không? Như vậy là có vẻ chưa ok lắm không? Chưa ok lắm. Có thể đánh tiếp một chút trong server nhé. Rồi đánh thử bạn để đi làm mới tìm bạn khác nhé. Đây đánh thử bạn ACY phát nhé. Mình đánh test thử thôi, không được mình lại quay về cái lo nó chả chết ai không. Bây giờ cứ đánh test thử thôi. Và bây giờ nói chung đội hình nó mà chơi mỗi một tướng sẽ rất là nhàm chán, ta muốn thử một chút mới lạ một chút đi. Thì rất là kỳ vọng xem mình liệu con A có thể tỏa sáng không.
Nhưng mà như kiểu đánh bạn ACY được cái lợi cái là con A ấy nó sẽ miễn dịch cái vật công ấy, mình đỡ lo con gáp đấm chết. Kiểu kiểu vậy, nó chỉ đỡ được cái đấy. Mình chưa biết cái đội hình này thực sự có ổn hay không đây. Tại vì nếu ổn thì mình sẽ mở thêm ô trái ác quỷ cho A cho nó mạnh lên nữa. Mình có thể trang bị thêm nó vì ổ trái lá chắn để nó đỡ cái sát thương tuyệt chiêm một chút. Cái ở việc nó không bị đốt cháy mình sẽ đỡ hơn rất nhiều. Rồi mình mới xác nhận lại một chút với bạn hội phó tí để chắc ăn một điều là con đây nó là xoáy do kỹ năng. Nói chung là nó luôn có một lần kỹ năng xoáy. Còn nếu mình bị đốt, nếu bị đốt cháy thì xoáy thêm nhiều lần nữa. Còn nó không bị đốt cháy thì các bạn gì? Nó sẽ chỉ một lần xoáy thôi. Như vậy so với việc bị xoáy nhiều lần, xoáy một lần nó vẫn đỡ hơn chút thôi. Thì nếu mình cố gắng đẩy nó lên một chút thì mình cũng hoàn toàn có cơ hội với nó. Thì nói chung là trận hình này mình nghĩ có thể đánh khá là lợi với bạn ACY, nhưng tuy nhiên đánh với bạn lúc nãy mình đánh thử bạn kiếm mình có vẻ không ổn lắm không? Nói chung là nó tùy thôi, đội hình nó chỉ mạnh từng người thôi. Được người này mất người kia, thế còn bạn này cũng không chơi Rayleigh. Bạn này không chơi Rayleigh thì mình cóc sợ đốt cháy lắm, đúng không? Còn như các bạn kia mà chơi Rayleigh, vấn đề đốt cháy cực kỳ quan trọng đấy, đúng không? Rồi bên bạn này không chơi Rayleigh đánh nó hơi khác một tí. Nói chung mình thấy A đánh cũng được, đúng không? Nói chung nó cũng chả mạnh lắm đâu, nhưng mà tuy nhiên nó cũng chả mức quá tệ, đúng không? Kiểu không có cái mà đánh, phát này vẫn win được không? Ok, vẫn là ACY chứ mà mình muốn tìm bạn mới thì có thể mình quay đánh bạn kiếm mình phát nữa. Xem mà liệu đánh lần 2 có thắng được không hay là đánh luôn luôn thua nhé. Mình muốn kiểm tra một chút xem đánh có luôn luôn thua không. Thực ra các bạn đánh này cũng nên xu hiệu ứng ấy, thì ta cũng xem mình nhiều nhiều lần một chút. Còn mấy bạn này vẫn một phát xoáy, mình cần A mình trụ được một phát xoáy ready là được thôi. Hiện tại A mình không biết ra bao nhiêu máu nhỉ. A đang khoảng tầm 20 triệu máu. 26 nó vẫn xoáy cho phát to rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mình đeo lá chắn chơi, nếu mình đeo lá chắn chơi, mình nghĩ là A sẽ không bị chết cho phát xoáy đó. Ở đây trường hợp này mình chưa có mở ô trái quỷ. Nếu sau mình mở được ấy, thì mình không nhất thiết phải quan tâm vấn đề nộ sớm. Chỉ cần quan tâm vấn đề là đây là cho nó đeo một cái trái lá chắn thôi. Còn nếu mình mở cả hai ô cho A có thể kết hợp việc cho tri thức để cho con A đánh sớm một tí, đúng không? Để cho nó kiểu xoáy được sớm một tí. Thì bây giờ mình đang để tận slot 4 này, mình đang để con A tận slot 4. Nói chung là mình thấy đánh cũng được, cũng không đến nỗi nào đâu, đúng không? Mình thấy đánh cũng được. Chẳng qua kiểu trái quỷ chưa có, nhiều khi bảo nó sống lâu hơi khó. Bây giờ muốn nó nộ sớm để lên đánh sớm, hay là muốn nó miễn là sát thương tuyệt chiêu. À thời điểm hiện tại mình mở thêm một trái lá chắn, có hai trái lá chắn nữa. Thế cho nói chung mình có thể hoàn toàn để tối ưu cho A vẫn ít máu hơn nếu mình mở thêm ô trái quỷ, đúng không? Thì tại mình chưa mở nên hơi khó một tí. Và có vẻ như là cái lượng team magma cần mở ô đầu tiên của A có vẻ nó hơi cao. Nó tận là 200, nó tận bao nhiêu team nhỉ? Tận 200 team à? À không, hình như cũng chả cao lắm, cũng ít thôi. 200 team thì ít thôi. Nói chung là cần 200 team thôi. Thế cho mình vẫn có lẽ thiên hướng ưu tiên Sabo trước. Tại vì đang chơi cái học Sabo lo nó khá là lợi thôi. Nói chung mình thấy đánh 2 lần liên tiếp là thua nhé. Đánh 2 lần liên tiếp là thua đấy. Nhưng thôi mình đánh thử bạn Lee luôn tí nhá, mình sẽ mua thêm lượt đấy. Mình đánh lại bạn ACY phát nữa đấy. Thế mình cứ đan sen hai bên thời gian chờ các bạn đánh thua rồi. Đánh đan sen hai bên đi. Mình nhấn mạnh các bạn điều là ảo mật của A chưa mắc cũng như là chưa mở đủ trái quỷ nhé. Thành ra nói chung là đang đánh cái trạng thái đang rất hết sức sơ khai ấy. Phải đánh ướm trước đội hình như thế nào. Nói chung là bạn ACY nghĩ sẽ lợi thế rất nhiều. Bạn không chơi nhưng chơi những con tướng như kiểu Rayleigh chắc không lo vấn đề ấy lắm. Thử xem bạn có chơi nhiều cái cặp Neko tri thức nhé. Như của Chopper ở đây là không dùng trái gì quá đặc biệt lắm không. Còn lo ở tại đây cũng không có gì lắm không. Còn Robin ở đây, Robin có Neko tri thức không, tức là chỉ có Robin xoáy tuyệt chiêu thôi. Bên này không có gì đặc biệt lắm không. Nói chung mấy bạn này có khá nhiều trái 8 sao nên mình bảo lên tướng mà chưa có trái 8 sao. Nhưng phải công nhận một điều, con Robin của bạn ACY được kích lên rất là mạnh. Robin kích lên cực kỳ mạnh. Ôi chết giờ, phát này giờ không ổn rồi. Phát này còn mỗi A với lại mỗi A Brayley à. Đấy, phát này vì nó không có còn đốt cháy nhiều nên nó hơi phiền tí chỗ đấy. Nói chung thì A biết là vật công nhưng cũng không biết là xoáy nhé. Vẫn bị ăn xoáy bình thường thôi. Đây thêm cái hiệu ứng gì nhỉ? Ở đây hiệu ứng là gì nhỉ? Hiệu ứng này trước mình quên tên dòng gì chỉ vào nó không hiện ra, mình không đọc người xem được. Nhưng phát này có vẻ thua rồi, phát này vẫn thua ấy. Hỏng rồi, phát này hỏng rồi.
Ok, bây giờ mình giả sử nếu bây giờ mình để con A lên sớm tí thì sao nhỉ? Tôi để con A lên sớm tí. Như vậy thì hiện tại với việc chopper 35 độ, ready 40 độ cộng với lại con ấy 25 độ. À, ấy vẫn đủ 100 độ này đúng không? Thì có thể đẩy con A lên slot 2 đánh thử tí nhá. Đúng không? Thay vì việc để ấy bây giờ là Sabo miễn dịch nhiều thứ mà chắc chả sao đâu. Mình chỉ đẩy lên đánh sớm tí xem đánh có khá hơn tí không? Nói chung đánh test thì cũng chả sợ thua nhiều đâu. Để quay sang này đánh một tí cho giúp chờ thời gian bên kia đúng không? Mình nghĩ là với trường hợp này vẫn đủ 100 độ, vẫn đủ 100 độ, tức A vẫn thể độ luôn được. Để xem A độ sớm hơn tí có lợi hơn tí không nhá. Về cơ bản thì chắc là A vẫn sẽ bị xoáy chết một mạng thôi, chẳng qua là do độ sớm lên tí thôi. À như vậy lại không, chưa được búp cái ma công nhỉ, nếu mình để vậy lại không được búp ma công nhiều nhỉ. Tại vì nếu mình để sau một tí được búp thêm ma công của Sabo có vẻ lợi hơn thôi, tại vì Sabo ra đòn đã. Vì mình để không có lá chắn thì A vẫn dính sát thương từ chiêu khá là nhiều nhé. Nếu mình đeo lá chắn vào A sẽ sống dai rất nhiều đấy. À đây đây, hiệu ứng này hiệu ứng từng lửa vô địch trong một lượt thôi. Ok, đây hiệu ứng từng lửa. Bây giờ mới nhớ là cái tên nó chỉ bao giờ mới hiện ra mới để ý. Không biết có làm ăn được gì không đây, hay lại thua tiếp đây. Lại chưa đủ nộ cho con A nộ liên tục nhỉ. Cái này bị cái dở cái, chưa đủ nộ cho A nộ liên tục. Thì phát này với tỷ lệ cao lại thua rồi. Phát này tỷ lệ cao lại thua rồi. Nói chung là test thì có vẻ chưa ổn lắm mà vẫn thua tiếp. Phát này tỷ lệ cao thua, ăn no thì ứng rồi. Nhưng tuy nhiên cũng phải xem xét cân nhắc về chơi A đấy. Vì căn bản mình thấy là cảm giác cũng có hy vọng không? Thì nếu mà giả sử mình đeo được chai lá chắn vào nữa, mình nghĩ có thể có chút cơ hội. Thì hôm nào có team Magma sẽ test thêm trường hợp đó nữa. Thì hiện tại bây giờ mình chưa có team Magma, thực sự là mình không test được. Tại vì là mình không có team Magma. Bây giờ ưu tiên team Magma mở cho Sabo có chắc chắn chơi nhá. A thì vẫn là trong cái mức để ngỏ đấy. Thế thôi mình thử cái trường hợp này với trường hợp của bạn trường hợp của bạn ACY xem đỡ hơn không nhá. Ra đang tiện gặp toàn bạn này trong đấu trường thì cũng tranh thủ đánh thử bạn ấy nhiều lần một chút. Nói chung là cũng xoáy được 2 lần, Nó bút được cả cái từng lửa chopper cũng đỡ dính sát thương, cũng đỡ phần nào. Thì ví dụ con gáp đánh thường chứ không có sát nó kiểu nó cũng không chả có xoáy mấy không. Thì các bạn cũng đỡ tí. Như vậy nghĩa để con A nếu về lâu dài chơi A tí chắc cũng có hy vọng đấy. Cũng không đến mức nào tệ quá đâu. Nhưng quan trọng là vấn đề là do các tướng khác mình lên nữa cơ. Nếu mình lên con tướng nào ngon hơn A thì cũng xem xét tiếp. Thì qua đây mình thấy con A nó hay hay thì mình đem vào ghép đội hình mọi người xem tạm một tí thôi. Ấn tượng nhất cái là nó có cái nổ trong cái ảo mật ấy. Trong cái thiên phú của nó có cái cộng 25 nộ luôn ấy. Nên có cái cơ sở để mình test luôn. Còn nếu mà bình thường nếu không có cộng 25 nộ là mình phải chờ có trái, mình phải chờ có trái quỷ. Nên kiểu mở thêm một trái quỷ để mình đeo trái tri thức vào cho nó tăng nộ lên bắt đầu mới dám thử. Ở đây trường hợp này mình có thể thử luôn được. Vẫn là bạn ACY, mình xem các bạn nào khác nhé, tại vì các bạn muốn đánh thử bạn khác. Nhưng ở đây mình đánh thử bạn Ly, em đánh thử bạn Ly trong này nhé. Bây giờ đổi tí, các bạn phong thủy đang không, bạn đang chơi để mỗi mình con main để tụt hạng hay thế nào thì không biết. Nên là để ra mình không test được bạn phong thủy nhé. Tại vì đây bạn nó không đeo đồ đánh 100% win thôi. Này ra bây giờ mình phải chờ lúc nào bạn mặc đồ mới đánh được. Còn bây giờ mà không mặc đồ đánh nó phí lượt. Đánh người ta để mỗi con main không kiểu gì mình chả thắng. Ôi phát này thì em có dính ứng rồi, phát này dính ứng thế này thì không nộ rồi. Tiếc thế không biết được. Này A, cái này A đánh thường rồi. Còn dính hiệu ứng chứ đã không nổ được còn dính hiệu ứng xui thế không biết rồi. Phát này tỷ lệ cao thua nhanh rồi. Phát này nhìn sơ thấy thua nhanh đấy. Còn lại dính tiếp rồi.
Thôi hỏng rồi, ông ấy lại toi rồi. Quan trọng là đội hình vẫn còn sống thì mình chưa biết nó sống được không. Mình thấy đội hình vẫn chưa chết thì đang xem thế nào đó. Mà dính hiệu ứng nhiều quá này chắc khó sống không? Đây, đây còn xíu máu. Ồ, vẫn có thể làm được điều kỳ diệu à? Ôi hỏng rồi, phát này hỏng rồi. Ờ, phát này te tua quá. Vẫn còn mấy giây nữa lại quay vào đánh tiếp AC quay phát nữa vậy. Phát này ứng được lại đẹp này, Nhưng có vẻ không được kích ma công, có vẻ cái sát thương của con A gây ra nó không lớn đến mức có thể khử được con Robin nhỉ. Để đánh điều này thấy cảm giác không khử Robin. Đây sẽ hỗ trợ thêm những cái khiên vách sắt của nó, cái khiên từng lửa của nó. Nó hỗ trợ mấy con này đỡ chút sát thương cũng khá là lợi đấy. Mà phát này có thể dính hiệu ứng hơi nhiều nhá. Chẳng qua vẫn có hy vọng thắng được. Tại vì đội hình địch bây giờ có mỗi mình con Sabo thôi. Còn con lo là con Gáp này ở đây là bị lỗi hình thôi. Các bạn là chỉ của nó là thấy là hết máu đúng không? Nên chỉ còn mỗi con này sống thôi. Thì mỗi cái con này hiện tại đây nó lại bị cái vấn đề ở đây là nó lại không biết miễn dịch đốt cháy, làm ra nó bị sát thương xoáy khá là ít ấy. Làm ra nó hơi mệt chỗ đấy tí. Ô sao phát này vẫn là thua ấy. Còn mỗi con đây ai chọi được không nhỉ? À đây còn Alkiji đánh thêm phát nữa. Ok mà cũng suýt thua phát này cũng suýt thua đấy. Nó sao toàn gặp bạn ACY hôm nay nhỉ? Mấy bạn kia đâu hết nhỉ? Thì quay về đây đánh tiếp nhé. Thôi đánh tiếp bạn kiếm mình phát nữa nhé. Chúng đánh test chơi vài lần thua nhiều quá để quay về clo đấy. Quay về clo giải quyết tạm đúng không? Nói chung là A mà đeo lá chắn thì nghĩa sẽ sống được, không đeo lá chắn thì thấy vẫn to nhanh quá không? Đeo lá chắn thì nó chỉ cần đỡ một lần xoáy thôi, cái một lần sát thương của con Sabo đấy thì chắc không vấn đề. Còn không đeo lá chắn thì mất sát thương vẫn nhiều lắm. Tại có đây A miễn dịch cái sát thương vật công, nó không miễn dịch sát thương tuyệt chiêu. Thế giờ vấn này là Alkiji đọ với Sabo ở học rồi. Lại thua rồi. Cũng suýt thắng nhưng mà các bạn vẫn là thua.
tiếp tục thì làm mới, tiếp tục gặp bạn khác nhé. Đấy, các bạn Ly đánh tiếp bạn Ly, tí nữa đổi gió, tí bạn ACY đánh hơi nhiều lần trong cái video rồi thôi. Đánh tiếp bạn Ly phát nữa nhé. Nói chung hiện tại chơi A có vẻ vẫn chưa ổn lắm không? Nói chung là vẫn phải chờ thêm một chút nữa. Cần thêm chút thời gian cho A nó mạnh lên tí rồi giờ chơi A cảm giác vẫn chưa ổn lắm. Cái tường lửa nó cũng tiện nhỉ? Nó đỡ là một ít sát thương của con Sabo ấy. Chứ không nó ăn đòn nhanh nữa. Ok, nói chung là mình sẽ xem xét việc chơi A sau này. Hiện tại thời điểm hiện tại có lẽ là chơi A vẫn chưa được không? Chơi A hiện tại vẫn chưa được. Nhưng mà sau này có thể xem xét việc mở thêm vô trái quỷ để thí nghiệm thêm con đây. Còn thời điểm hiện tại nói chung là A chỉ là về mặt ý tưởng thôi, còn đánh thực tế chưa được, để nó cũng chưa cần thêm mở thêm ô trái quỷ nữa, đúng không? Nói chung là trong video này muốn thí nghiệm cho bạn chút cho nó vui thôi. Ở các bạn giờ mình lại quay về con lo, mình lại quay về đội hình lo của mình, lại cho lo vào lại, đúng không? Ok nhé, thì có lẽ video kết thúc tại đây rồi, mình lại sửa về đội hình cũ rồi, đúng không? Thì nếu mà thấy video này nó thú vị với bạn, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ có lẽ thôi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé. Xin chào nhé.